Bạn ơi, phỏng vấn tí, lần đầu tiên lấy vợ thế nào? Ôi, tôi cảm thấy hồi hộp à. Hồi hộp à? Hồi hộp, nó là ok. Nói chung là anh thế thôi, vâng. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Lần sau, ok. Lần sau rút kinh nghiệm cho nhá. Còn đây là dàn xe hôm nay mình đi đón cậu này. Chú Bắc Sơn này. Rồi, đây là xe mày. Đấy. Đây là ai nhỉ? Ai? Thắng Tê. Thắng Tê. Thắng Tê. Đây là Luân. Đấy. Thành Phúc. Thức là Thành Phúc. Chào Thành Phúc nhá. Học sinh này. Học sinh. Rồi. Đá đen, đá đen, đá đen. Rồi. Xin chào anh. Ok, ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình. Thì trong vlog lần này thì mình lại đưa anh em đến một cái đám cưới. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Kim Trung, Hà Thái Bình để tham gia một cái đám cưới của một người anh em trong nhóm xe. Thì nói chung là bây giờ mọi người nhìn mình thì cũng rượu chè thứ cũng mấy rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại hành trình mà mình cùng các anh em trong nhóm xe để đi đón dâu một người anh em ở trong nhóm xe XCT150 nó sẽ như thế nào. Anh em theo chân mình nhá. Ngay vào bờ đấy. Đấy, ngoài á. Ngoài á. Ngoài á. Vui lắm. Chúc bạn ngày sớm có được vui như này nhá. Đi. Em ơi. Em ơi. Chưa chắc chén rượu. Alo alo. Rồi rồi. Anh đang ở xa bờ. Quán chén rồi. Đây tính cô hai. Này, chén nữa chẳng có bao nhiêu đó, đâm tay ăn rồi. Rồi hôm nữa đặt chén. Mẹ lưới ra nhanh. Mẹ lưới ra. Con địch mẹ thế này đi đến thì đến như đến nào được. Đến tay rồi. Đừng có tranh thủ là đút cái nào mà là anh em mất quyền. Đây, có cả bạn Tuấn mừng thọ nhá. Mừng thọ. Được chưa? Được. Đến đây. Mua ba được cái. Dụng mất quyền đâu. Dụng mất quyền đâu. Hết đi. Hết đi, hết đi. Hết đi. Hết đi. Rồi. Ôi, lại không cho nó này. Đồ xong. Tới đây. Tới lại, tới đây. Cho nó này. Chú lại đây. Mất tay cái. Trong khi đó rất nhiều người ít đôi luôn. Có cả tôi ít đôi nữa. Đấy, kính chào bạn ơi. Nhưng là đừng nói. Chắc lại không? Chắc lại đây, chắc lại đây. Đi vợ nhỉ? Cái sao xẹt lên nhau đâu. Ta lại bắt tôm. Em quý đã ăn vào bắt tôm hết. Đấy, đấy. Có giấy không? Cái xấu xấu. Có đi, có đi. Sướng không? Sướng. Mềm thế anh. Mịn, mịn. Sướng. Cho em tờ giấy. 2000 years later. Review bộ anh Phúc. Bộ. Ôi. Tuấn. Làm tí. Làm tí. Hãy subscribe.
Anh Phúc. Vâng. Trời ơi, đéo được. Dạ. Qua đi đừng sợ. Cứ đi đâu cái thằng ơi. Thôi đi, anh em mình còn bắn pháo mà. Nhà trai xuống đâu. Tâm ngạc đoàn phán không em. Mười năm đợi chờ. Chính trong tim đã chóng vong thân. Đã chóng vong thân. Mà thôi qua mình là biết không chờ. Quý vị và các bạn đã và đang ở diện tại sân khấu của gia đình. Chào mừng ban tổ chức của gia đình cũng xin chào kính mời. Chào mừng người nhà của cô dâu ạ. Chúng ta sẽ ra chuẩn bị bức ảnh để làm kỷ niệm trong tổ chức hôm nay. Cảm giác lấy vợ nào? Nó vẫn lúc đầu thôi, vẫn hồi hộp. Vẫn hồi hộp ạ? Tôi bênh nhá. Ờ thế thì tình hình có vợ con xong rồi thế nào? Ôi, vợ con ra nên mà. Vẫn thế thôi. Vẫn thế rồi. Vợ con. Có gì cho vợ đi nhá. Để cho vợ đi. Ok. Đây là hội bàn nào? Bàn cướp dâu. Bàn cướp dâu. Anh về cướp dâu với anh con. Nay có 6 xe rồi à? Anh vô hả? Anh học sinh gì nhá? Bọn em ở đây. Lên luôn. Hello anh Thôi, lên là ai để xe? Đây là idol Minh Quý này. Chú Minh này, xe của chú rể này. Đấy, đây đón dâu nhá. Đây,
Giờ di chuyển về nhà trai nhá. Đã. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà trai. Vừa nãy đi đón dâu nhưng mà do một số vấn đề bên nhà gái nó lộn xộn quá, với là nó hơi gấp gáp. Trời thì đang mưa, anh em có thể thấy không? Trời đang mưa cho nên là mình không thể nào mà quay được cho anh em xem. Thì bây giờ mình sẽ về nhà trai. Và bây giờ mình đang chờ cô dâu chú rể về. Và mình sẽ quay cho anh em xem là... Nói chung là đây là vlog thứ hai mình làm về gọi là đám cưới của một biker ấy. Thì anh em theo mình nhá, đi. Anh em đây là cổng vào của nhà trai nhá. Thì đây anh thích ngồi chú rể. Đây là xe của chú rể này. Esteban. Đây là xe của anh Phúc. Này mình có đồ xe thì là tìm anh Phúc nhá. Đấy. Đấy xe mình. Đó, mình mới lên cặp mâm OZ này nhá. Chờ lên nốt đĩa thôi. Đó. Đây xe của Luân. Học này học của cá ngao nhìn là rất to. Mày có danh dự không? Mày có danh dự không? Thế nào? Nơi! Như nào? Nơi! Tạm ơi! Đây là phần đấu pháo. Bật màn đấu pháo. Bạch! Màn! Cảm ơn bác Sơn này. Xe của đại gia. Dương Lâm Bắc Nam anh nhá. Xin chào anh, đây là con Dương Lâm Bắc Nam. Đấy. Chuyên chạy gọi là Điện Biên Cà Mau. Đấy. Ôi ôi. Đây là xe của Idol Mít Quý. Em tên tím à? Mới lên à? Giới thiệu cho học sinh nhá. Giới thiệu cho học sinh các anh. Đây là em học sinh nhá. Học sinh cấp 3. Đây giới thiệu anh em đây. Học sinh của thầy giáo Phúc nhá. Học sinh của thầy giáo Phúc. Đấy. Ôi. Đây là cô dâu chú rể đang tiến về hội trường. Rất gần rồi. Alo. Ở đây đây. Cái gì cái gì? Vâng. Hôm nay là review đám cưới của một biker trong. Ok. Anh em, theo tôi lên. Lực lượng khá là mỏng nhưng không sao. Đây. Cameraman này đây rồi. Đây. Ok. Có vợ sướng không? Sướng không? Sướng là gì đó. Chiếc nhẫn trong ngày cưới không thể thiếu được. Xin mời chú rể hãy dắt tay cô dâu lên trên sân khấu này và trao chiếc nhẫn cho cô dâu để đánh dấu kỷ niệm trăm năm hạnh phúc của cô dâu chú rể. Xin mời tất cả các nhà nhiếp ảnh ảo thuật gia chúng ta cùng lưu lại tấm hình đẹp nhất. Vỗ tay lên quý vị ơi. Rất đẹp trai, người rất nhỏ nhỏ xinh xắn. Và ngay sau đây là ban tổ chức xin giới thiệu chị gái của chú rể. Chúng tôi muốn và vỗ tay lên quý vị ơi. Người chị gái của chú rể rất nhiều. Anh cũng chưa hỏi là cô dâu quê ở đâu, xinh thế.
hình như là gái độc lập thì phải xinh thế, giống chúng mày chúng rể quay 36 đã về uống của cô dâu nào, và bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của chúng rể em phải để vào chỗ nào mềm nhất của cô dâu, chỗ nào mềm nhất, một tay thôi, tay phải thôi, cả cái trái xuống. Mình xin mời cô dâu hãy để bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình vào chỗ nào cứng nhất của chú rể. Hôn rồi thì tay mới để nhanh thế. Và xin mời tất cả các nhà nhiếp ảnh ảo thuật gia 1102 Lokia chúng ta cùng chia sẻ thật mạnh lên. Và xin mời nhà công thanh trong hãy đổi những điều nhạc phục pháp để phục vụ cho chú rể. Chào tặng cho cô dâu lúc đầu tiên nào, xin mời.